Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật những thông tin quan trọng về dự án Athen Network. Với dự án đó là chúng ta khai thác ở New Wallet nha các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ cập nhật thông tin về Athen Network nha các bạn. Thì đây là thông tin mới nhất trên trang Twitter của dự án. Chúng tôi hiện tại chuẩn bị cho việc ra mắt đó là Athen Laubat nha các bạn. Trong tháng này nơi các dự án đầy hữu hẹn được Binance đó là coinbase và OKX phê duyệt sẽ được cung cấp trong các vòng cấp vốn sớm trên nền tảng Athen Laubat. Để tham gia sự kiện vòng trợ cấp sớm này, các điều kiện à, đã sẽ được áp dụng như sau. Thứ nhất đó là các bạn phải hoàn tất quy trình KIC hoặc là trở thành thành viên cao cấp của chúng tôi. Thứ hai đó là mỗi tài khoản là thành viên cao cấp hoặc là các bạn đã hoàn thành KIC chỉ có thể mở một tài khoản tương ứng trên low của chúng tôi. Và thứ ba đó là bạn phải có là VIP 1 hoặc là VIP 2. VIP 1 là yêu cầu nắm giữ 100 ATH, VIP 2 là yêu cầu nắm giữ 3000 ATH. Và thứ tư đó, là người tham gia có thể mua token của dự án bằng ATH hoặc là USDT của mạng BEP20 nha các bạn. Vui lòng đảm bảo bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tham gia ở vòng cấp vốn ban đầu của dự án trên nền tảng phát triển của chúng tôi. Lưu ý chúng tôi vui mừng thông báo rằng KC sẽ được mở lại vào tuần tới. Rồi hiện tại chúng ta chỉ biết đơn giản là nó chuẩn bị đó là lên những cái vòng kiểu cái vòng cấp vốn các bạn, cấp vốn của những cái sàn giao dịch đó. Chúng ta hiểu đơn giản là như vậy nha. À, còn cái mà chi tiết á, thì uh, chúng ta phải chờ thêm thông tin nha các bạn. Rồi, rồi hiện tại dự án uh, New Wallet của chúng ta khai thác cái đồng mà uh, hot nè, cái đồng hot trên uh, Telegram nha các bạn. Thì uh, hiện tại nó có một cái chức năng mới các bạn, đó là chức năng uh, vào làn nè, uh, hiểu đơn giản là uh, vào nhóm đó các bạn, vào nhóm để mà chúng ta khai thác được nhiều hơn nha. Thì uh, khi mà các bạn uh, vào các bạn bấm vào đây nè, uh, để mà chúng ta vào một cái làn nào đó, vào một cái nhóm nào đó nha các bạn thì bạn nào mà chưa có làng hoặc là chưa có nhóm thì các bạn cứ việc vào nhóm của mình nha nhóm của mình hiện tại là đang xếp thứ 61 nè các bạn nè có 142 thành viên tham gia thì khi tham gia vào nhóm thì bạn sẽ được hưởng 5 phần trăm đó là cái đồng hốt của nhóm khai thác nha đấy các bạn hiểu đơn giản là vậy chúng ta tham gia vào nhóm thì chúng ta hưởng 5 phần trăm nha thì các bạn có thể vào đây để mà chat nè, phần chat nè, thì các bạn có thể bấm vào đây. Thì các bạn có thể vào đây để mà chat với những thành viên trong cái làng của chúng ta nha. Rồi các bạn có thể xì cái đường link này để mà mời người khác vào làng của chúng ta nha. Còn các bạn có thể bấm vào đây để mà thoát ra khỏi làng để mà vào một cái làng khác. Nhưng mà mình khuyên các bạn là các bạn vào làng của mình thì ở yên trong làng của mình đi. Các bạn đừng thoát ra nha. Đấy, đây có rất nhiều bạn hiện tại đã vào làng của mình nha các bạn. Lên tới là một à, trăm mấy bạn vào làng của mình rồi các bạn và cái đường link vào làng mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha. Các bạn có thể clip vào để mà vào làng của mình nha. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.